em tên là Trần Quang Đức, lớp 74, trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Như các bạn đã biết, sách là nguồn tri thức vô tận, là thứ giúp chúng ta có thể cảm nhận về đời sống xung quanh hay nhìn ra thế giới, là thứ giúp chúng ta có thể biết được văn hóa giữa các nước khác nhau trên thế giới. Sách cũng là nơi đúc kết các kinh nghiệm sống, bài học sống của cha ông ta từ thời xa xưa để lại. Hiện nay, sách có rất nhiều thể loại như phiêu lưu, bút ký hay viễn tưởng, vân vân, chứa nội dung vô cùng hấp dẫn và đặc sắc. Tất cả những cuốn sách hay ấy đều đúc kết ra những bài học, kinh nghiệm sống vô cùng quý giá mà khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ. Riêng em cũng vậy, từ nhỏ em đã ấn tượng với một cuốn sách của nhà văn nổi tiếng Tô Hoài về thể loại phiêu lưu, đó chính là Giới Miên Phiêu Lưu Ký. Không rối. Chào bạn, bạn đang đọc gì vậy? Chào bạn, mình đang đọc quyển Giới Miên Phiêu Lưu Ký. A few moments later. Em đang là cuốn sách Giới Miên Phiêu Lưu Ký của tác giả Tô Hoài. Tông màu chủ đạo của bìa cuốn sách là màu xanh lá cây. Và trên bìa cuốn sách có in hình từ giới miên, cào cào, cá, chỉ cấp, vân vân. Rất là sinh động. Còn ở sau sách đây chính là một câu nói nổi tiếng của tác giả Tô Hoài. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về tác phẩm Giới Miên Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài nhé. Nhân vật Giới Miên với bài học đường đời đầu tiên của Miên để mở ra một cuộc phiêu lưu giúp cho Miên thay đổi bản thân, trở thành người tốt. Nghệ thuật nhân hóa chính là nghệ thuật rõ nét nhất, đặc sắc nhất đi xuyên suốt cuộc hành trình của Miên. Nhờ nghệ thuật nhân hóa, ta cảm thấy gần gũi với các con vật trong sách. Mỗi nhân vật đều mang tính cách riêng, có cả thiện lẫn ác, nhưng tất cả đều tập trung để khai thác ra những câu chuyện của Miên để đưa cho người đọc những bài học chân thật đúng đắn. Cuộc hành trình của Miên là vô cùng gian nan và khó khăn. Tuy vậy, Miên cũng đã vượt qua những gian nan khó khăn ấy và kết bạn với rất nhiều con vật, trong đó có Giới Chuỗi, một người bạn đồng hành đi phiêu lưu với Giới Miên khi được Miên cứu. Chúng ta có thể thấy rõ Giới Miên từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện đã thay đổi như thế nào. Từ một chú dế chỉ thích khoe khoang, kiêu ngạo hay trêu chọc người khác, dẫn đến cái chết oan của dế chót, thì giờ đây trở thành chú dế tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người khác. Miên luôn học tập và sửa đổi từ những sai lầm của bản thân và kinh nghiệm từ các con vật xung quanh. Các con vật trong bộ truyện rất đa dạng, từ cóc, ếch, bọ muỗi, châu chấu đến chị nhà trò, kiến chúa, chuồn chuồn, vân vân. Mỗi con vật đều có tính cách riêng. Tác giả Tô Hoài đã rất tỉ mỉ và tâm huyết về cuốn sách này. Nó trở nên muôn màu, muôn vị như có hồn vậy. Các nghệ thuật khác như so sánh, sử dụng ngôn từ bình dị đều góp phần tạo nên một cuốn sách tuyệt vời như ngày hôm nay. Giới Miên Phiêu Lưu Ký rất được nhiều người ưa chuộng. Tác phẩm còn được trích về chương trình dạy học của Bộ Sách Ngữ Văn mới. Cũng nhờ cuốn sách này, từ nhỏ em đã ao ước có một cuộc hành trình như Giới Miên, được phiêu lưu, khám phá. Vì thế, từ nhỏ em rất hòa đồng với bạn bè, kết bạn với bạn tốt. Tác phẩm giúp em có cái nhìn tích cực hơn với mọi người xung quanh. Chính nhờ ý thức kết bạn với nhiều bạn tốt để học hỏi về kinh nghiệm sống và học tập từ các bạn, kết hợp với sự quan tâm từ gia đình, mà em đã trở thành một học sinh giỏi. Niềm vui nâng đôi khi tác phẩm này cũng góp tên và những tác phẩm Việt Nam xuất sắc được dịch ra tiếng Anh để các bạn nước ngoài cùng đọc. Tuy nhiên, hiện nay văn hóa đọc đang ngày càng bị suy giảm bởi một số trò chơi điện tử và mạng xã hội vô cùng hấp dẫn. Vì vậy, một đại sứ văn hóa đọc ngay lúc này là vô cùng cần thiết. Nếu em là đại sứ văn hóa đọc, em sẽ kêu gọi nhiều hoạt động về sách hơn, tìm ra nhiều cuốn sách hay để mọi người cùng đọc và dạy cho những trẻ em về tác dụng của việc đọc sách. Ngoài ra, còn phải quan tâm đến đối tượng đọc và sách đọc. Phải có những cuốn sách hay thì mới thu hút được nhiều người đọc. Ngược lại, những cuốn sách dở, tiêu cực sẽ làm cho văn hóa đọc ngày càng bị suy giảm hơn nữa. Phải có người thích đọc sách thì mới tuyên truyền thật lòng về việc đọc sách. Nếu khắc phục được tình trạng trên, em tin chắc rằng văn hóa đọc sẽ được phổ biến và có thêm nhiều người đọc sách hơn nữa.